thu nhập bình quân của người dân Đồng Nai vượt thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2023, thu nhập bình quân tháng của người dân Đồng Nai đạt 6,57 triệu đồng, cao hơn mức 6,51 triệu đồng một tháng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương tiếp tục là địa phương có thu nhập bình quân đầu người theo tháng dẫn đầu cả nước. Theo số liệu khảo sát mức sống dân cư năm 2023 của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam trong năm qua đạt 4,96 triệu đồng một tháng, tăng 6,2% so với năm 2022. Kinh tế và tình hình đời sống dân cư tiếp tục cải thiện và duy trì đà tăng so với năm 2022, tuy nhiên tốc độ tăng chậm lại. Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai có thu nhập cao nhất cả nước. Xét theo quy mô tỉnh thành, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, đạt 8,29 triệu đồng một tháng. Con số này vượt xa hai địa phương xếp sau là Hà Nội với 6,86 triệu đồng một tháng và Đồng Nai 6,57 triệu đồng một tháng. Thu nhập nhóm hộ giàu nhất, 20% dân số, tại Bình Dương cũng có sự chênh lệch đáng kể với những địa phương khác, lên đến 18,35 triệu đồng một tháng, trong khi Hà Nội là 14,46 triệu đồng một tháng, còn Đồng Nai là 13,91 triệu đồng một tháng. Mặt khác, đây cũng là năm đầu tiên Đồng Nai vượt thành phố Hồ Chí Minh về mức thu nhập bình quân đầu người. Có 3 địa phương khác ghi nhận mức thu nhập bình quân tháng vượt 6 triệu đồng gồm Hải Phòng 6,39 triệu đồng một tháng, Đà Nẵng 6,22 triệu đồng một tháng, thành phố Hồ Chí Minh 6,51 triệu đồng một tháng. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Điện Biên là tỉnh có mức thu nhập thấp nhất cả nước, khoảng 2,18 triệu đồng người tháng. Trước đó năm 2022, Hà Giang là tỉnh có mức thu nhập thấp nhất cả nước với 2,06 triệu đồng người tháng, nhưng năm nay, địa phương này có thu nhập bình quân 2,25 triệu đồng một tháng. Mặt khác, năm 2023, khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người đạt 6,25 triệu đồng một tháng, cao hơn 1,5 lần khu vực nông thôn 4,16 triệu đồng một tháng. Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ đạt 6,52 triệu đồng một tháng và thấp nhất là Trung Du và miền núi phía Bắc 3,43 triệu đồng một tháng. Nhóm hộ giàu nhất, 20% dân số, có thu nhập bình quân đầu người đạt 10,8 triệu đồng một tháng, cao gấp gần 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất, 20% dân số, với mức thu nhập đạt 1,14 triệu đồng. Chi tiêu của người dân giảm. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2023, đời sống dân cư phản ánh qua chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người vẫn tiếp tục duy trì tăng so với năm ngoái. Tuy nhiên, tốc độ tăng chậm lại so với đà tăng năm 2022 do nền kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn để khắc phục hậu quả sau dịch. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 là 3,4%, giảm 0,8 điểm phần trăm so với năm 2022. Trung Du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước, 10,7%. Ngược lại, Đông Nam Bộ là vùng có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước, 0,3%. Xét riêng về 12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, các hộ gia đình Việt Nam năm 2023 thiếu hụt nhiều nhất về việc làm, 39,4%. Tiếp đến là trình độ giáo dục người lớn, 32,4%. Dinh dưỡng 22,8% và bảo hiểm y tế 19,3%. Trung Du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước. Bất bình đẳng trong xã hội vẫn còn tồn tại giữa các khu vực thành thị nông thôn, các vùng và giữa các nhóm người thu nhập thấp và nhóm người thu nhập cao, Tổng cục Thống kê nhìn nhận. Vì vậy, cơ quan này cho rằng để đời sống dân cư tiếp tục được cải thiện trong năm 2024, Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, cần tạo việc làm cho người lao động và có chính sách hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng khó khăn, người yếu thế hơn trong xã hội. Kết quả mức sống dân cư năm 2023 được Tổng cục Thống kê khảo sát trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm 46.995 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các thông tin được khảo sát gồm thu nhập, nhân khẩu học, giáo dục, y tế, việc làm, đồ dùng lâu bền, nhà ở, điện, nước, điều kiện vệ sinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.